Thưa quý vị, thời gian gần đây, hàng loạt các ngân hàng đã đồng loạt điều chỉnh tăng lãi suất huy động ở nhiều kỳ hạn với cả tiền gửi tại quầy lẫn tiền gửi online nhằm thu hút dòng tiền nhàn rỗi trở lại. Mới đây nhất, VPBank vừa công bố biểu lãi suất huy động mới với mức lãi suất cao nhất lên đến 6,9% một năm, tăng 0,2% một năm so với mức cũ dành cho khách hàng gửi tiết kiệm online từ 50 tỷ đồng trở lên, kỳ hạn 36 tháng Trước đó, ngân hàng hàng hải MSB cũng công bố chương trình cộng thêm đến 0,8% lãi suất khi gửi online so với mức lãi suất gửi tiết kiệm tại quầy. Hay tại ngân hàng quân đội MB, lãi suất cũng đã tăng 0,2% một năm tại kỳ hạn 1 tháng, 2 tháng. Lãi suất huy động tiền gửi online tại ngân hàng OCB cũng đã có tăng từ 5,6% một năm lên 6,2% một năm tại kỳ hạn 6 tháng, từ 6,3% một năm lên 6,5% một năm tại kỳ hạn 12 tháng. Trước đó, nhiều ngân hàng như Nam Á Banh, Bản Việt, Techcombank đã điều chỉnh tăng thêm từ 0,1 đến 0,3% một năm lãi suất tiết kiệm ở nhiều kỳ hạn so với hồi tháng trước.